Hôm nay là ở nhà có một cái nải chuối Việt Nam á, cho nên Loan với Hiếu là quyết định làm món kem chuối. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm được con già bắt luôn. Là trong bộ phim. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đây chú. Cái bên chỗ cũ. Rất là đơn giản ha. Mình cần có dừa nạo nè, đậu phộng, nước cốt dừa. Đó. Rồi, bỏ nước cốt dừa vô cái bao Ziploc. Nước cốt dừa này làm sao vậy? Nước dừa nấu lên, xong rồi bỏ chút xíu muối. Nấu lên bỏ chút xíu muối là cái nước cốt dừa mà trong cái hũ á. Hũ này. Mình xài cái hũ hiệu Savoy này nè. Đó. Bỏ trái chuối lên. Ồ, có nghĩa là mình dẹp luôn ha, mình ép luôn lại. Cái tấm thớt thì mình bao nó lại bằng cái food wrap. Dạ xuống. Cái giọng nè. Bây giờ mình bỏ vô trong tủ đông á, 2 tiếng. Mẹ ơi, con chín rồi. À, ok, để mẹ coi coi nha. Coi nó đặc chưa nha. Nè. Wow. Rồi. Rồi cho Linh thưởng thức trước nha. Mở ra cho Linh thử ha. Ok, lên ghế ngồi đi. Ngồi đi. Yum. Rồi, tasting nha. Rồi cho biết ý kiến nha. Ok. Từ từ cho con lạnh á. Like plastic bag. Ngon không? Dễ làm quá ha. Ok, enjoy nha. Nó lạ quá thì nó béo. Ngon không Linh? Ngon quá à. Nghe hả? Ngon quá hả? Kem chuối Việt Nam á con. Good ha. Trời ơi, ăn gần hết rồi. Hello, xin kính chào quý vị. Hồng Loan xin kính chào tất cả quý vị. Bây giờ là 2 giờ trưa của ngày Chủ nhật đẹp trời. Xin thông báo tình hình dịch bệnh đến quý vị. Ở Mỹ, ca bệnh hiện nay là 1.184.711. Số người mất đi là 68.489 và số người recover là 178.219. Như vậy là từ hôm qua đến nay thì số người recover được 8.000. Cũng đỡ ha. Số ca bệnh thì vẫn còn tăng, nhưng mà số người chết thì cũng đã khá giảm hơn những ngày trước rồi thưa quý vị.
À, như vậy là cứ mỗi ngày cái số người mình được chữa khỏi nó cứ như vậy và nó tăng thêm nữa thì đó là tín hiệu mừng cho tất cả chúng ta ha quý vị ha. À, giờ ngày hôm qua đó quý vị, là ngày cuối tuần thứ bảy, thì cảnh sát ở Sacramento đó, đã bắt được 33 người vì cái tội là không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn social distance, do có hành vi giống như là làm nguy hiểm đến nhân viên cảnh sát. Mà lý do gì bị bắt? Họ biểu tình. Họ biểu tình đông quá. Rồi hôm qua hình như là cả ngàn người cả biểu ngàn tình người ở Sacramento đó. Nhưng sao mà tới cái từng mỗi tiểu bang cái họ xách động một cái nhóm, nếu mà có một cái nhóm gì đó, nó là hồi hộp quá trời. Mình cứ thấy là mình lo, mình không cứ vậy đó rồi lây lan nhau rồi không biết rồi làm sao mà mở cửa được, phải không quý vị? À, và trong mấy ngày vừa qua đó, ở bên Nga, ở tại Moscow đó, thì có một người đông y sĩ người Việt Nam, thì ông nói là ông chế tạo ra được một cái thuốc trị COVID-19 là dược thảo thưa quý vị. Thì khi mà cảnh sát ập vô mà bắt ông thì đã tìm được rất là nhiều cái gói thuốc mà ông tự chế biến rồi tự đóng gói luôn, rồi ông bán với cái giá là từ 7.000 tới 9.000 rúp. Từ 7.000 tới 9.000 rúp là giá đó là khoảng trên trăm đô la đó thưa quý vị. Nhưng mà ông này thì chỉ có cái bằng là xoa bóp bấm huyệt được cấp vào năm 2009, cho nên hiện bây giờ ông đã bị cảnh sát bắt. Cũng có nhiều người đó lợi dụng người sự mà nhẹ dạ cả tin, như là giống như là trong thời điểm mà dịch như vậy nè, có một cái hy vọng nào người ta cũng có thể người ta bỏ tiền ta mua đó. Nên nhiều khi người ta cả tin quá rồi cái lấy cái đó làm cái mà kiếm tiền của mình. Trong khi bây giờ thì chúng ta cũng đã có thuốc tạm sử dụng rồi, thì tất cả chúng ta hãy tin tưởng vào cái cách trị bệnh của bác sĩ. Khi mà mình có những cái dấu hiệu bệnh thì mình hãy gọi cho bác sĩ để họ cung cấp cho mình thông tin cũng như là thuốc men, hoặc là mình đến bệnh viện để mình được chữa trị nha quý vị nha. Đừng có để những cái thành phần, những người xấu mà họ lợi dụng vào thời điểm này để mà họ lừa gạt chúng ta. Khi mà họ tung ra những cái chiêu trò lừa gạt thì có nhiều người nghe theo, thì càng ngày những cái đó nó càng phát triển hơn nữa. Nếu như chúng ta mà biết được những cái đó là lừa gạt thì mình tránh xa, thì những cái bọn đó sẽ cũng không có thể nào mà kiếm tiền được qua những cái chiêu trò của bọn chúng, thì từ từ rồi bọn chúng cũng sẽ không làm nữa, phải không quý vị? Cái vấn đề mà đeo mask đó quý vị, là nó có từ lúc là xưa lắm rồi. Thì là giống như lúc kỳ cái mấy cái YouTube lần trước của Lộc có nói đó, là có một cái dịch cúm cách đây cả trăm năm, thì có một cái bức hình đó là một dàn người đứng ngang qua đeo mask, đeo cái khẩu trang, và có một người đã cầm cái bảng đây là wear mask or go to jail, là có nghĩa là đeo mặt nạ hoặc là đi tù. Lúc đó là bắt buộc, bắt buộc đó quý vị. Cái đó là cái giống như là bắt buộc người ta phải đeo, tại vì cái đó nó bị dễ bị nhiễm quá. Mình phải học từ ngày xưa, ông bà ngày xưa cũng lúc nào cũng đúng. Gia Linh ơi, Gia Linh, chớ gì kêu lụp cụp hoài, mẹ đang quay lại mẹ biểu đây. Đây đây. Come here, chạy lên đây vào ông bà cái nè. Đứng cao lên. Ting. Nói đi. Dạ ông bà cô chú. Dạ ông bà cô chú. Con đang chơi cái gì con nói mẹ nghe. Đồ chơi. Đồ chơi con là cái gì? LPS. LPS nè, trời 8 tuổi rồi còn mê chơi đồ chơi quá. Mê không? Thích đồ chơi đó không? Bây giờ giữa đồ chơi với lại dance, con thích cái nào? Hai luôn. Hai cái à? Dạ, hai cái. Hai cái, cái nào cũng thích hết. Nào cũng thích hết. Dạ. Vậy giữa đồ chơi với mẹ con thích cái nào? Không hay không nghe. Không nghe. Mẹ. Con thích mẹ thôi à. Thích thôi à. Thích thì làm sao? Thương quá. Thương quá à? Hỏi câu khó trả lời quá. Ok, rồi con dạ ông bà cô chú đi, con lại con chơi mà con đừng làm ồn ào ba mẹ nha không? Dạ ông bà cô chú. À, con tại dạ ông bà cô chú. Rồi, bye con.
Hôm nay thì Hồng Loan có nhận được cái thông tin từ Costco á quý vị, là có nghĩa là bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 thì Costco chỉ cho một cái membership được vô 2 người thôi ở tất cả khắp nơi, và riêng ở Kentucky và ở Puerto Rico á, thì chỉ cho 1 người vô thôi. Và cái giờ mở cửa đó là bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng mà đặc biệt là từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng là cái giờ đó họ sẽ dành riêng cho những người trên 60 tuổi và những người tàn tật. Hồng Loan muốn update cho tất cả quý vị biết là chỉ ở cái vùng đó thôi hay là tất cả Costco. Tất cả Costco nha quý vị. Tất cả Costco. Có nghĩa họ dành một cái khoảng thời gian cho người lớn tuổi và người tàn tật, họ có thể đi thoải mái được. Một tiếng đồng hồ để mà họ vô họ có thể mua những cái đồ cần thiết. Và Costco bắt đầu cũng đã bắt buộc chúng ta phải đeo mask khi bước chân vào Costco. Riêng về cái phần mà thịt sống á, thì chúng ta mua đó thì chỉ được 3 món mà thôi, không có được mua nhiều hơn, giống như là thịt bò, thịt heo, thịt gà, coi như chỉ mua được 3 phần thôi cho mỗi một member. Ở Costco thì rất là khó nha, nhiều khi có những chỗ khác mình vô mình mua 3 món, xong mình ra mình vô lại mình có thể mua 3 món nữa, nhưng mà ở Costco là cái member nó biết, cho nên mình không thể mà đi ra đi vô nhiều lần mà mình mua. Đúng đâu rồi. Đó đặc biệt là cái phần return á, thì Costco không nhận return những món đồ như là toilet paper, bottled water, sanitary wipe, paper towel, rice and những cái đồ mà xịt khử trùng. Thì return nghĩa là không được trả lại đúng không? Mua rồi hàng miễn trả lại. Tại có lúc cứ hễ mà hàng mà cứ ra là cứ hốt ra là hốt ra là hốt, rồi cứ nghĩ không xài rồi mai mốt đem trả. Bây giờ người ta ra cái luật này thì đó cho ôm hàng, cái tội hốt hàng không nhường cho những người khác. Hồi xưa đó Costco với lại Sam Club đó quý vị, quý vị mua đồ 1 năm sau quý vị quay lại trả vẫn được. Sao ngộ ha, cái luật cũng ngộ, nhưng mà thường ít cũng người nào mà năm quay lại trả lắm, xài hư rồi bỏ rồi chứ đâu ai mà quay lại kỳ vậy. Mà nói về trả đồ, nhiều khi thấy trong Home Depot quý vị đi mua cây về trồng đã cái cây nó héo queo mà đem vô trả người ta, vậy mà họ cũng nhận nữa. Bởi vậy cái luật mà return nó cũng lạ lùng á, nhiều cái chỗ nó quá dễ dàng đi. Mà ông lo nghĩ chắc sau đợt này chắc người ta phải chỉnh đốn lại. Chứ đó cũng nhiều người cứ dựa vô cái mà sự dễ dãi của người ta mà làm vậy thì mình thấy nó hơi bị quá đáng luôn. Thôi bây giờ là cái thời gian mà Loan với Lộc xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị thân mến của Loan và Lộc nha. Như là Mỹ Loan Nguyễn thì khen bé Gia Linh ngoan và đáng yêu. Hồng Loan bảo Lộc xứng xung đột lắm. Ủa xứng đôi lắm. Quý vị, từ ngữ tiếng Việt ấy, nó phong phú lắm, không bỏ dấu. Xứng đôi đọc thành xung đột. Và chị cũng kính lời thăm đến chú Bảo Quốc và thím. Cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và Lập Nguyễn thì có hỏi thăm về cái Apple Watch mà ba Bảo Quốc sử dụng, thì Hồng Loan cũng có trả lời là cái Apple Watch là của ba xài là Series 5 thì cái giá nó khoảng $400 cộng với thuế đó nha quý vị. Rồi Hà Lê thì ngày nào cũng coi clip của Bảo Lộc Hồng Loan, có bé Gia Linh thương quá cả gia đình ơi, chúc gia đình lúc nào cũng vui khỏe. Và Hà Lê thì đến từ Australia. Hồng Loan và Lộc từ California chào Australia nha. Xin chào. Rồi có bạn Diễm cuộc sống ở Cali thì bạn cũng gửi lời chào đến gia đình của Hồng Loan, xin chào Diễm nha. Hello Diễm. Lời chào từ Cali tới Cali. Yến Trần thì nói là hai mẹ con hát bài này hay quá, làm nhớ tới hai mẹ con của Mai Phương và bé La Vi. Cũng có nhiều người lên xem cái bài này thì có nói là tự nhiên xem cái bài thì nghĩ tới cái hình ảnh của Mai Phương cũng như là La Vi. Cái bài này thì thật sự Hồng Loan làm cũng đã 3 năm về trước rồi.
Nhưng mà không ngờ vào cái thời điểm này nó lại thích hợp vô cái câu chuyện của Mai Phương. Nói tới Mai Phương cũng tội nghiệp lắm. Có một lần qua bên Mỹ chơi, có đến nhà của Lộc với Loan ba mẹ rồi ăn uống, Mai Phương cũng dễ thương lắm. Lúc đó hình như là Mai Phương chưa có phát bệnh. Chưa phát bệnh, coi như là cái đợt đó cách đây mấy năm là Mai Phương qua đây hát. Thì khi mà hát xong về chừng khoảng 1-2 tháng sau, 1 tháng mới phát bệnh. Đã nghe tin là Phương bị bệnh. Tội nghiệp. Và xin gửi lời cảm ơn tới Bích Phan thì khen gia đình ngoan và dễ thương, Bảo Lộc đẹp hiền hậu, vợ chồng em rất dễ thương, gia đình tràn ngập tiếng cười. Cảm ơn chị. Bữa giờ khen đây không mà không khen đây. Đừng rưng rưng nước mắt nữa nha. Dạ, đúng rồi. Mừng chứ. Nói giỡn không quý vị. Rồi Bi Phương Lam chúc gia đình Hồng Loan vui vẻ hạnh phúc. Gia Linh dễ thương quá, nói tiếng Việt không nhiều nhưng như vậy là quá tuyệt vời rồi. Bé sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ chính gốc rồi. Tương lai sau này bà tổng thống Mỹ. Trời ơi. Thôi, không dám đâu. Thôi, cái đó không hàm không đâu, hàm đâu quý vị. Trời ơi, cực khổ lắm, bị ra soi mối dữ dội lắm. Gia Linh được cái là nó nghe, nó hiểu hết tất cả những gì mình nói. Nhiều khi những từ lóng, những từ ấy, nó vẫn hiểu đó quý vị. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện đây mà không dám nói mà xéo, nó nói xéo, nó từ đó nó đỏ giờ nó nhìn. Nói gì chỉ là chỉ biết liền nữa nha. Biết liền, nhưng mà nhiều khi trả lời lại không có. Thấy không, thấy mặt. Nhiều khi trả lời không có giỏi thôi. Có thể trả lời bằng tiếng Anh, nhưng mà pha chút xíu tiếng Việt được. Nói ngắn thì được. Mà Kim Linh mà Linh nói dài quá, cái Linh bị chen tiếng Mỹ vô nhiều. Tại vì nếu mà rặn từng chữ tiếng Việt thì chắc lâu, cũng cái gì đợi hơi bị lâu. Rặn ráng cũng chắc cũng được á. Nói ngồi cũng suy nghĩ cũng nhớ. Rồi có cô Phạm Thị Ngọc Ánh thì nói là Hồng Loan giống cô Thanh Nga quá. Cho phép cô kêu bằng con vì cô lớn tuổi rồi. Cô thích xem chương trình của tụi con lắm. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Con nói cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Giỏi. Cường Quỳnh thì là lúc trước á, cầm iPad lên thì vô đây xem hài không à. Nhưng mà giờ cầm iPad lên thì canh coi clip của hai bạn. Hôm nào không thấy xem thì thấy thiếu thiếu gì đó. Cảm ơn hai bạn đã quay nhiều clip hay ý nghĩa đến cho mọi người xem. Cảm ơn Cường Quỳnh nhiều nha. Trời ơi, mình cũng giống như là mình tương đương với là phim hài rồi. Bởi vì bạn coi nè, cũng có phim có hay hài. Mình cũng có chút xíu trọng. Con biết hài là gì không? Hài là vui. Vui á. Là giống ông ngoại á. Đúng rồi, diễn comedy á. Lê Phúc nè, Gia Linh càng lớn càng đáng yêu. Cô thích con gái có tính năng động như Gia Linh. Cô không thích con gái mà nữ tính nhiều. Không mạnh mẽ. Cô nói cô thích con kìa, nói cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Có một cái fan cứng đã đặt một bài thơ cho đại cánh đàn ông này nha. Để Lộc đọc cho quý vị nghe thử ha. Chiến lý, cảm ơn em nha. Bây giờ nha, đọc nha. Thương thay số kiếp đàn ông, quanh năm suốt tháng phải gồng người lên. Đớn đau không được kêu rên, trăm ngàn trách nhiệm gánh trên vai này. Cả đời chỉ biết đi cại, bao nhiêu thành quả trao tay mẹ xề. Ý nói tôi xề hết trời. Mẹ xề là mẹ có đứa con rồi đó. Mẹ mập quá hả? Mẹ có đứa con rồi đó. Mẹ mập ư? Nếu mang được ít đô về sẽ thành bé họng khó bề ra quai. Có nghĩa là mang ít đô về là không dám lên tiếng. Khó bề mà ra quai. Hay ha. Cảm ơn Lý Chiến nghe. Rồi. Có con người Nhật là Linh. Julia Natsuki. Chà, Julia cô nói có bạn Julia Natsuki thì nói là muốn gửi quà cho bé Gia Linh thì làm sao? Mẹ Loan cho info đi. Cảm ơn Good Director Bảo Lộc và Happy Mother Day tất cả mọi người. Hồng Loan có trả lời, Hồng Loan nói là nhận quà đó thì ngại lắm. Thôi mấy cô, mấy chú, ông bà mà yêu thương Gia Linh là nhất rồi.
Chỉ cần bấm like một cái là một con món quà lớn của Lộc Loan Linh rồi. Like và share cho bài hát của Loan với lại bé Gia Linh là món quà lớn rồi. Cảm ơn Chuy rất là nhiều. Cái răng đâu rồi? Cái răng đâu? Cái răng đâu? À rồi có bạn Si Nguyễn. Mình rất thích gia đình bạn. Bé Gia Linh rất ngoan và dễ thương. Ai vậy ta? Chúc bé hai Trứng. Bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Bé gì? Bé Trứng. À, bé Gia Linh thích ăn trứng lắm. Tối ngày cứ đòi ăn trứng. Cho nên cái bà ngoại mới hỏi là giờ kêu con là bé Trứng con chịu không? Thích liền. Con thích kêu là bé Trứng. À, mai mốt là mọi người kêu Gia Linh là bé Trứng nha. Con bé nói Trứng. Đi. Dạ bé Trứng, con chào ông bà cô bác. Như con... Dạ bé Trứng. Dạ ông bà cô chú. Ừ, bé Trứng giỏi quá. Bé Trứng người tên tiếng Mỹ là bé ép. Chứ bà đừng có bên Việt Nam nha. Bé Trứng là con biết bé Trứng là gì không? Là con đi học mà bị Trứng học dịch đó, là không điểm đó. Zero. Zero điểm. Zero đó. Không có được zero A, score B, C, đó. Mà là zero. A plus. A plus, yeah, bên Mỹ là A plus. Không phải được A plus. Ok. À, có bạn tên là Opachi Trương. Cưng quá cô bé Gia Linh. She's so pretty. Wow. Trời ơi. Sao Gia Linh không vậy con? Gia Linh giống ai? Mẹ. À, vậy là khen Gia Linh là khen mẹ luôn phải không? À, rồi bạn Liên Quỳnh nè. Hi happy. Con đọc coi. Hi happiness family. Hi Gia Linh, you're super cute. I love you all. Like and share. Wow. Say thank you, cô Liên Quỳnh. Say thank you. Thank you, cô Liên Quỳnh. Giỏi. Mai Vi Đặng thì cũng là một người rất là thường hay lên góp ý với lại Loan Bảy Lộc và cũng chia sẻ với Loan Lộc rất nhiều. Cảm ơn bạn nha. Vậy Nguyễn Thị Thanh Hà, chị nói là yêu quý ba của Hồng Loan từ khi còn nhỏ, tới bây giờ thì tới vợ chồng của Hồng Loan. Chúc cả nhà nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chị. Bé Gia Linh. À. Ủa, con đọc tiếng Việt được hả? Ồ. Dạ. Bé Gia Linh gì? Ngoan. Ngoan quá. Chúc anh và chị và gia đình vui vui. Eve hỏi vẻ. Gia Linh có đi học tiếng Việt khoảng tháng hả? nên đọc chữ thì nhìn biết được, biết đọc sơ sơ. Sơ sơ. À, cái đó là của Thanh Hình nhắn cho gia đình. Cảm ơn bạn Thanh Nguyễn, rồi Violet Nguyễn. Violet Nguyễn cũng là một cái fan cứng đó nha. Ừ, Violet Nguyễn là thương bé Gia Linh lắm luôn. Ôi Gia Linh. Không, cái này không có dấu, con đọc được không? À, cái này không có dấu, sợ con không. Con đọc không được đó. À, cảm ơn Violet ha. À, rồi Nguyễn Ngọc Nguyên thì khen Bảo Lộc hát hay. Bảo Lộc mập. Bảo Lộc mập quá. Chị nói là Bảo Lộc diễn hay mà. Chị thích hai vợ chồng em nhưng mà yêu bé Gia Linh. Nổ nổ. Ngọc Bích Lưu thì xem cái bài hát của Gia Linh ấy, cô cũng khóc quá trời luôn. Có nhiều người chỉ cần để cái khuôn mặt có mấy giọt nước xuống là mình cũng hiểu được cái tâm trạng của cái người đó. Dạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi giờ Lộc và bé Trứng. Bé Trứng. Cảm ơn ông bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ha. Đã yêu thương cả gia đình của Loan Lộc Linh. Triple L Loan Lộc Linh. Kính chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Muốn giữ sức khỏe thì hãy uống vitamin quý vị. Yeah, bye. Bye. See you.